Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với series tiếp theo trên hành trình khám phá chợ phiên vùng cao. Và xin mời các bạn hãy đồng hành cùng Long để khám phá phiên chợ ngày hôm nay có điều gì đặc biệt, bà con mua bán trao đổi những mặt hàng gì mà khác biệt so với những phiên chợ khác các bạn nhé. Long đang có mặt tại khu vực chợ Châu diễn ra vào buổi chiều thứ bảy ngày hôm qua. Và Long đang ghi hình tại chợ phiên Bắc Hà. Ngày hôm nay là sáng ngày Chủ nhật, hiện tại đang là gần 7 giờ sáng thì mọi thứ đang ở đây rất là tấp nập rồi. Khu vực bán trâu hôm qua hàng hơn ngàn con trâu thì buổi sáng ngày hôm nay thì các bạn biết từ hôm qua ông nói đấy, rất là nhiều trâu chất thải ở đây, nhưng hôm nay thì sạch gọn hết rồi. Bà con ở các thôn bản ra là hót hết đem về làm phân bón. Buổi sáng ngày hôm nay thì khu vực chợ trâu đó thì trở thành khu vực bán ngựa, trao đổi ngựa. Đây có con ngựa trắng này, đẹp quá. Trên Bắc Hà thì khá là nổi tiếng với cái món thắng cố ngựa. Đây là những thước phim ghi hình về cái công việc của bà con mua bán trao đổi động vật. Ở khu vực này thì Long thấy đa phần là lợn đen nhiều. Bà con ở trên này thì rất là thích chăn nuôi và phát triển về lợn đen này. Vì trên này thời tiết khá là khắc nghiệt, mùa đông thì giá lạnh các bạn. Thế là bà con thường lựa chọn lợn đen để có sức đề kháng tốt hơn và cái giá thành bán ra nó cũng sẽ được cao hơn so với các loài lợn khác. Có những đàn lợn được thương lái cho vào lồng sắt này, còn bà con mang từ thôn bản đi thì đa phần là có những cái bao tải nhỏ này để chứa từng con một. Họ đục một cái góc của bao tải ra để cho lợn vào có không khí để có thể thở được. Đấy là những con lợn bà con chở từ nhà ra đấy. Hay gọi là lợn cắp nách bởi vì là cứ mỗi người đem theo một con. Họ không cho vào tải thì họ lại buộc cái chạc vào nách của lợn đấy. Hay gọi là lợn cắp nách. Đây là em lợn này nhìn trông có tuổi ghê rồi này. Thời ngày trước thì cứ gặp lợn xề là sợ không ăn, nhưng bây giờ là lợn xề là đặc sản rồi. Đi qua một góc nhỏ bán ngựa với cả bán lợn gà thì đến chỗ ngã ba đầu cầu này thì người dân ở đây bán rất là nhiều chó. Chó mèo rất là nhiều. Giao thông ở đây thì rất là khó di chuyển vào buổi sáng hàng ngày ấy. Một con ngựa được dắt đi rồi, được thương lái mua rồi. Chó Bắc Hà thì nổi tiếng với cái loài chó đỏ cộc đuôi đấy. Đang quay một vài con chó ở đây các bạn xem, nhìn khá là đẹp. Được cái loài chó ở đây thì cũng khá là thông minh và cái sức đề kháng nó rất là tốt. Để nó sống trên vùng núi cao, thời tiết khắc nghiệt nên để tồn tại lúc trưởng thành ấy. Rất là nhiều các vị khách trong và ngoài nước đến với phiên chợ Bắc Hà. Bắc Hà là một trong 10 chợ đặc sắc nhất về văn hóa tại Đông Nam Á rồi, nên có nhiều điều thú vị để ngắm nhìn lắm. Và khu vực bán chó này cũng rất là đông người đến. Người ta đến để lựa chọn cho mình những con chó lạ, con chó có sức đề kháng tốt và rất là thông minh ấy. Con chó này to và đẹp nhất chợ luôn, là chó đỏ này. Còn mà cộc đuôi nữa thì đẹp luôn. Nhìn xinh quá. Con chó này bao nhiêu tiền anh? 12 triệu. Đây, trước mặt các bạn là đang ghi hình cái con chó này là 12 triệu. Đẹp quá. Đi vào trong phiên chợ chính thì hiện tại Long đang đứng trước thảo trắng
cố kỳ lục Guinness Việt Nam ấy. Một cái chảo thắng cố rất là lớn, vừa quay ngựa xong cái đến đây là quay cái chảo này thì không biết chứa được bao nhiêu con ngựa nữa, và lập kỷ lục rồi. Khi mà trước khi mà lập kỷ lục thì người ta đã nấu thắng cố vào cái chảo như này, không biết là số lượng bao nhiêu vào đây cho đủ nữa. Xin mời các bạn hãy đã cùng Long đi vào bên trong này. Nói đến thắng cố thì chúng ta không bỏ qua được những món ẩm thực nơi đây rồi. Xin mời các bạn hãy đi cùng Long để vào bên trong này khám phá một chút cái ẩm thực ở chợ phiên Bắc Hà có gì mà thu hút khách du lịch đông đến như vậy các bạn nhé. Ngay từ sáng sớm là các vị khách du lịch từ những căn phòng nghỉ, homestay, khách sạn của mình đã ra với phiên chợ. Họ ra thẳng phiên chợ này để thưởng thức ẩm thực luôn. Ẩm thực ở chợ Bắc Hà thì luôn luôn không thể thiếu được, đó là món thắng cố sôi sùng sục này, thắng cố ngựa. Thắng cố này thì được nấu từ tất cả các loại thịt có trên cơ thể của con ngựa các bạn ạ. Từ lòng, gan, rồi phổi, thịt. Buổi chiều ngày hôm qua Long ghi hình đấy thì những khu vực chợ ẩm thực này đã được set up, sắp xếp đồ từ hôm qua rồi. Từ sáng sớm ngày hôm nay có thể phục vụ các vị khách du lịch ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Cái món này cũng rất là đặc sắc nhé, gọi là bím ngựa, súng ngựa đây, ăn giòn sần sật luôn. Nam giới ăn cái này vào sung lắm đấy. Trong này có hạt kê, quả cà gà này, bên trong có trứng non. Ở chợ phiên Bắc Hà thì không thể thiếu được những cái món thịt lợn đen này, lợn đen này, trễ này, con gà đen bốc khói nghi ngút luôn. Ngay khu vực đối diện với phiên chợ ẩm thực chính thì các cô các bà ở đây bán bánh này, bánh nhiều màu lắm. Bánh này thì được làm bằng lá tự nhiên đấy, màu tím, màu xanh. Bánh này bánh bánh trứng đen, bên trong nhân đen này. Bánh trứng đen đấy. Vâng. Xôi, xôi ngũ sắc này, ngũ sắc bảy màu thơm ngon. Mình rất là thích cái vừng này, có vừng và lạc nữa, thơm lắm. Cái này được rang lên thơm rồi là thơm. Vâng. Cái bánh này làm bằng lá gì mà màu đẹp? Bánh dày. Bánh dày. Vâng. Bánh dày này làm bằng lá gì mà tím đẹp này? Lá cẩm ạ. Bên trong này nó có nhân không ạ? Có chứ đúng không ạ? Ờ, Long nhìn thấy nhân này đen đen này các bạn này. Đấy. Cái trứng đen à? Một bà con đi. Vâng, vâng. Đây, rất là nhiều xôi ngũ sắc này. Các bà đây đa phần là đồng bào người người Nùng, người Tày nhiều. Đấy. Các bà đang mời đấy. Long đi chợ phiên thì rất là nhiều rồi. Ngập tràn luôn cả một dãy ẩm thực sẽ kéo dài đến tận bên dưới kia. Đây, các bạn nhìn thấy cái không khí bên trong khu vực chợ ẩm thực đông kinh khủng luôn. Đây thì ăn ngon lắm, những món ăn này thì các bạn có thể lựa chọn được. Ví dụ như thịt sẽ tính theo lạng, thích ăn chỗ nào thì chỉ người ta thái hoặc là mình trực tiếp vào thái được. Sau đó là sẽ được nhúng với nước dùng và hành, thơm nghi ngút luôn. Một góc nhỏ của phiên chợ. Ở đây thì toàn là các chú đã lớn tuổi và đầy sóng gió trong cuộc sống rồi. Nhìn những gương mặt như này, các chú hay đi rừng để lấy tre, lấy những cái đồ để làm gọi là những cái cởi hay là gọi là những cái gùi này. Những cái chữ gùi này thì rất là gắn bó với đồng bào người Mông. Đồng bào người Mông thì không thể thiếu được cái cởi, cái gùi này. Họ là sử dụng trong rất là nhiều công việc, ví dụ như đi chợ như này thì họ cũng phải dùng để đem hàng hóa ra bán, hoặc là những người mua cũng vậy, họ mang những cái cởi này đến để mua hàng và cho hàng vào bên trong để gùi về. Lên nương rẫy thì họ điệu nước, điệu cơm đi để ăn trưa. Thậm chí là có những trẻ nhỏ cũng được bố mẹ điệu vào trong điệu này để điệu lên cho đỡ mỏi lưng ấy. Thay vì mùa hè này phải dùng cái điệu vải thì nó nóng, cho ngồi luôn trong cái cởi này. Đây làm thì chắc chắn lắm, chú đan thì thủ công 100% mà rất là chắc. Cái này dùng lâu năm lắm.
Bình thường thì có dùng cái dây kia thì nó cứng, thì dùng cái bện cái dây dừa, dây rừng này thì nó sẽ mềm hơn, đỡ đau vai hơn rất là nhiều. Bên này các chú bán này có những cái cầy, cái bừa này, phục vụ cho lao động sản xuất. Sắp đến mùa mưa là mùa cấy hái trên này rồi. Ruộng đường trên này thì đa phần chỉ làm được một mùa mưa này thôi. Đây là những cái chiếc chõ gỗ thổi xôi, được làm từ gỗ nguyên khối và được đục và đánh ráp mịn bóng lên rồi. Thổi vào cái chõ gỗ này thì cảm giác nó thơm và nó ngon hơn rất là nhiều so với những cái nồi gang và nồi inox. Khu này Long thấy có những cái chiếc chổi này. Cái chổi này thì gọi hỏi bà con làm từ cái chổi gì thì họ bảo là chổi từ bông lúa mạch, nhưng mà nó chả biết là từ bông gì đâu các bạn ạ. Nó cầm nó rất là nhẹ, nhìn nó xinh xinh và có những cỡ to hơn, nhưng mà nó nhẹ hơn cái chổi chít bình thường của mình rất là nhiều và được làm rất là đẹp, công phu. Còn những cái chổi chít thông thường thì phía trong kia thì nó nặng hơn. Long nghĩ là cái chổi chít này sẽ quét được nhiều cái bụi mịn hơn là so với cái chổi bông này. Chổi bông này thì chúng ta có lẽ là quét sân thì hợp lý hơn, nhưng được cái người cầm rất là nhẹ. Cả một dãy dọc bên dưới này cũng bán những cái đồ tương tự như vậy. Đi sâu vào bên trong chợ chính này là khu vực bán đồ thổ cẩm rồi. Quần áo, váy vóc rồi túi sách dành cho các vị khách du lịch thì có thể đến đây tham quan, mua sắm và trải nghiệm, đem mua quà về làm kỷ niệm, quà tặng. Có những cái chiếc khăn giải bàn cỡ lớn này cũng đẹp này. Nào làm homestay hay là muốn cái không gian quán cà phê hay là bất cứ những thứ gì mà nhìn nó cổ kính, nhìn cho trông như nó vùng cao một chút thì có thể lên đây để lựa. Nhiều lắm. Đồ thổ cẩm ở đây ngập tràn luôn. Đồ lưu niệm này, đi du lịch các thứ là các bác ấy cũng hay thường xuyên mua những cái mũ như này để đội cho đỡ nắng. Đi qua khu vực chợ thổ cẩm thì Long thấy có những cái gian hàng bán thảo dược ở Tây Bắc như này, như nấm hương rừng, bí đao sấy, trà sơn mật hồng sâm, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, măng dối. Đây có bột nghệ, mật ong, sắn dây này, một chút nấm, nấm này nấm cái dài này, nấm sừng hươu các bạn, còn nấm tròn kia nấm linh chi đỏ. Nấm này thì cực kỳ là tốt cho sức khỏe, ví dụ như cái nấm sừng hươu với trước mặt các bạn đây thì nó có tác dụng là cân bằng huyết áp, giảm stress, ngăn ngừa tế bào ung thư này, giảm thiểu khả năng tai biến đột quỵ, giảm mỡ máu, men gan với cả ngăn ngừa bệnh béo phì nữa. Bác nào mà về bệnh tim mạch và béo phì các thứ là sử dụng rất là tốt, có thể ngâm rượu hoặc là sắt ra với nước ấm khoảng 70-80 độ thì chúng ta sắc nước uống cũng được. Còn nấm lim này thì nó, nấm lim đỏ này thì nó rất là tốt cho huyết áp, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch ấy, tăng cường chức năng cho gan và thận, phòng ngừa bệnh hô hấp như hen suyễn, giảm nguy cơ do cúm vi khuẩn xâm nhập, hỗ trợ điều trị ung thư, tạo cho hệ thống miễn dịch của bạn vững chắc hơn, giảm căng thẳng mệt mỏi. Nhìn những cái bông nấm này rất là to và đẹp. Chị em cầm này được không? Cầm vào được không? Đây, nhìn cái bông nấm này nhìn đẹp quá. Bác nào mà có nhu cầu mua những cái nấm và những đồ đặc sản ở Tây Bắc này thì có thể liên hệ với Long để Long tư vấn trực tiếp cho các bác khách dùng như nào. Khu vực quảng trường này thì hôm qua diễn ra những tiết mục văn hóa nghệ thuật và đốt lửa trại nữa. Buổi sáng ngày hôm nay thì đã trở thành những cái gian hàng di động của bà con này. Khu vực này bán đa phần là bán thảo dược đến từ núi rừng Tây Bắc rất là nhiều. Đông lắm, khu vực thảo dược này thì các vị khách du lịch sau khi họ đi trải nghiệm hết phiên chợ quay trở lại đây họ mua thảo dược về để dùng tốt cho sức khỏe rất là nhiều. Chào anh chị nhá. Anh chị ở đây có bán củ địa liền này. Đấy, củ địa liền chẩm chéo này, hạt tiêu này, hoa hồi, thảo quả,
hạt dồi. Hạt dồi nếp đấy anh nhỉ? Vâng. Nếp lồi chuẩn luôn này, thơm lắm, đứng xa xa đã thấy thơm rồi. Đấy. Bên kia có mắc khén thì nổi tiếng ở Tây Bắc rồi. Những cái gia vị này thì có thể tẩm ướp vào trâu nướng. Hạt dổi này thì chúng ta có thể đánh tiết canh hoặc pha nước chấm, cái thứ cực siêu ngon luôn. Thơm lắm. Chẩm chéo. Bột nghệ đen, bột nghệ vàng. Cực kỳ là nhiều các vị khách du lịch tham quan ở cái phiên chợ Thảo Dược này. Họ rất là thích thú với khu vực này nhé. Thứ nhất là khu vực này rất là râm mát, có những bóng cây, tán cây này. Nó không nắng như khu vực chợ động vật. Còn khi mà phiên chợ ẩm thực thì phù hợp với không khí buổi sáng hơn, lúc đấy còn mát mẻ. Bây giờ vào mùa hè rồi, rất là nóng. Nên khu vực Thảo Dược này cực kỳ đông này. Bà con ra đây để ngắm nhìn thấy toàn thứ lạ mà. Ví dụ như ẩm thực cà đen hay lợn đen các thứ thì họ nghe nói nhiều và cũng được trải nghiệm rồi. Nó là món ăn cũng đặc sắc, cũng ngắm nhìn. Nhưng mà cái Thảo Dược này thì lên đến Tây Bắc này thì người ta mới được nhìn thấy ấy. Và lạ, thắc mắc tại sao có công dụng gì mà đông người mua bán trao đổi này. Nhìn trông nhiều như này thôi, Long ghi hình buổi sáng tầm khoảng 9 giờ sáng. 9 giờ đến 9 giờ là không còn một cái gì luôn. Khách du lịch, bà con địa phương lân cận người ta đến mua hết. Thường thường thì buổi sáng ngày Chủ nhật thì mọi người sẽ ăn sáng, chơi chợ Bắc Hà, chợ chính. Sau đó là mua đồ để đầu giờ chiều gái là di chuyển về với các thành phố để chuẩn bị cho công việc vào ngày thứ hai đầu tuần. Lên du lịch này thì các bạn lên du lịch đi lên Bắc Hà vào sáng thứ bảy hoặc là chiều thứ sáu lên được thì tốt. Thì đến buổi chiều ngày thứ bảy thì có thể tham quan chợ Châu. Đến tối thứ bảy thì ra đến đây để xem văn nghệ, đốt lửa trại và múa xòe. Đến sáng ngày Chủ nhật chúng ta thưởng thức ẩm thực và đi chơi chợ Thảo Dược. Sau là buổi chiều, đầu giờ chiều Chủ nhật thì di chuyển về để thứ hai chuẩn bị cho công việc là hợp lý. Hôm đấy các cô chú ấy đang rất là tấp nập mua đồ này. Cây này là rất là tốt cho xương khớp này, bác nào tê bì chân tay các thứ này dùng rất là tốt cho bác nào bị đau gối, mỏi gối, tê bì chân tay, đau nhức xương khớp là dùng rất là tốt. Bên này là cây bổ máu. Cây bổ máu này thì giúp cho điều hòa mát cho cơ thể này và tăng cân nữa, làm cho ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân. Đây là một chút cái sâm. Sâm này thì rất là tốt cho các bác nam giới. Nếu mà ngâm rượu thì tăng cường xương cốt, này, cơ bắp khỏe mạnh, tăng cường sinh lý. Có thể hầm với gà, với xương, với bồ câu, hoặc là ngâm rượu vào những cái bình thủy tinh rất rất là đẹp. À, những cái bó này, bó to luôn này. Đây, cây này cũng tác dụng xương khớp đây. Bên này cái cây to này thì tác dụng cho bác nào bị trĩ các thứ, bị hút, dùng cái này là tốt. Biết rồi nhưng mà không lấy hết được, nhiều quá. Ốc à? Đây, anh chị lấy cả ốc này. Ốc này ở suối hay ở đâu ấy chị? Ở ruộng à? Ốc này xào với chuối đậu các thứ thì ngon lắm ấy. Nấu chuối đậu. Ta cứ hỏi không biết nó là ốc gì. Bà mua à bà? Ừ, ta đang mua. Ta đang mua. Vâng. Nó rẻ thì mua cả. Vâng, mua về nấu ăn. Dạ. Bên này có một chút ba kích. Ba kích thì rất là tốt cho nam giới rồi, tăng cường sinh lý rồi. Bác nào mà có xu hướng mà yếu yếu rồi, về sinh lý rồi, ngoài tuổi sung mãn rồi thì dùng cái này nó bổ sung rất là tốt, lại khỏe ngay. Ai cũng xách những cái túi nặng đi theo rồi, mua sắm được rất rất là nhiều đồ. Đây Long thấy có chú bán cái cây sâm đương quy. Sâm đương quy này thì đứng từ phía xa đã thấy thơm rồi các bạn. Rất rất là thơm cái sâm đương quy này. Ngâm rượu thì có thể bỏ lá đi hoặc là ngâm cả lá cũng được. Cái này thì hầm xương, hầm canh gà các thứ cũng ok. Này thì nó chữa bệnh đầy hơi rất là tốt, khó tiêu, chữa về các bệnh xương khớp nữa. Còn có thể làm thuốc kháng khuẩn rất là tốt, chữa được các bệnh như viêm phế quản, viêm amidan,
kích thích xuất tinh và ngày đèn đỏ cho phụ nữ này, ngăn ngừa sự kết dính của tiểu hồng cầu, điều trị viêm tĩnh mạch và khối huyết não, tuần hoàn máu, chống đột quỵ do thiếu máu não, và đặc biệt là nó giảm căng thẳng, mệt mỏi, stress. Bên này có một số cái cẩm củ sông xuyên đá này cũng tương tự, nó cũng tốt cho xương khớp và nam giới về sức khỏe sinh lý chú nhỉ. Đây là sâm đất. Sâm xuyên đá, sâm đá kia. Đây sâm đất đây. Cái ngày ngâm rượu thì rất là tốt. Cái sâm đá với sâm đất này nó tác dụng nó tương đương nhau chú nhỉ? Tương đương nhau. Vâng, nó ưu thế mạnh nhất của nó là chữa về sinh lý hay về xương khớp hả chú? Các chú ở đây bán hàng thì các chú chỉ biết nó là cái công dụng như thế thôi, long đa phần là long tìm hiểu trên mạng về để có thể tư vấn được tốt hơn về các sản phẩm ở trên này. Chú bán hàng nhá, cháu đi đây. Ở đây thì người dân là đồng bào nên là người ta chỉ biết là những cái này có chữa được bệnh gì ít ít thôi, chứ người ta không biết là lý do tại sao mà lại chữa được những cái bệnh đó. Đây ngay khu vực này ông thấy bán mật này, mật ong này, sánh ơi là sánh luôn này, nhìn rất là ngon luôn. Đây có tinh bột nghệ này, tinh bột nghệ đen này, bột nghệ vàng này. Bắc Hà thì càng ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch hơn. Nó không chỉ đơn thuần là một cái phiên chợ mà còn gìn giữ được nhiều văn hóa, mà phiên chợ này rất là nhiều đồ và đa dạng. Bà con lên đây ngoài trải nghiệm tham quan du lịch, có thể được cái không khí nó mát mẻ hơn những khu vực ở thành phố hoặc là dưới xuôi, thì họ còn lên đây họ được mua sắm và trải nghiệm rất là nhiều những cái điều thú vị. Những gian hàng rất là nhỏ nha, chỉ ở cỡ khoảng 1 mét vuông thôi, nhưng bà con ở đây đã bán rất là nhiều những cái đồ quý này. Ngay ở đây Long thấy có những cái bó sâm đỏ này, em xem một tí chị gái nhé. Sâm cau đỏ này các bạn này, sâm cau đỏ này ngâm vào bình thủy tinh rất là đẹp, đỏ rực lên luôn này. Cái này thì rất là tốt cho cơ bắp của nam giới, tăng cường sinh lý, tăng cường khả năng miễn dịch và làm cho các tế bào mà kích thích ra tinh, sản sinh ra tinh thì nó sẽ khỏe hơn và sung lắm. Bác nào mà đến tuổi xế chiều rồi mà thấy yếu yếu rồi thì dùng những cái đồ này thì siêu tốt luôn. Bên kia nữa kìa, ngập tràn luôn. Chào chị nhá. Còn rất là nhiều những cái loại thảo dược khác nhau ở khu vực ở đây, ngập tràn luôn. Mình đi lên khu vực này một chút nhé. Sâm cau bày bán la liệt, đổ rừng. Một cái Long thấy có bán đấy, củ gừng đen này. Đây là một chút ớt khô. Và đây là củ tam thất tươi này. Củ tam thất tươi này, nụ hoa tam thất này. Nụ hoa tam thất này, củ tam thất khô này. Bên này có tam thất khô thái lát này. Tam thất ở đây thì như Long tư vấn rất là nhiều rồi, nó làm ức chế các tế bào hình thành ung thư ấy, đặc biệt là ung thư sơ tử cung và ung thư vú. Cái này thì bác nào mà bị mất ngủ kinh niên, mất ngủ lâu năm, ngủ không ngon giấc thì cái này nó giúp cho an thần, cảm giác thoải mái, giảm stress thì chúng ta sẽ ngủ rất là tốt, gần như một cái liều thuốc ngủ đến từ tự nhiên đấy, không phải là thuốc tây các thứ gì cả. Rất là tốt cho các bác tuổi lớn tuổi để cao huyết áp, là căng thẳng, sợ stress hoặc là mất ngủ. Đây thì có những cái củ khô đã được tách bỏ hết rễ rồi. Đây là củ tươi này, như chị đang loại bỏ đất với cả tách rễ các thứ đi. Tươi thì nó còn nguyên cả rễ không vậy này. Tươi thì có thể ngâm với rượu, khô thì có thể nghiền ra để hòa nước ấm uống. Ngâm mật ong cũng được.
bắt đầu vào mùa mận rồi. Mận tam hoa Bắc Hà thì rất là ngon và to. Ở trên Bắc Hà thì đa phần là đồng bào người Mông, ngoài ra còn có người Nùng chiếm tỷ lệ cũng khá là lớn. Bạn nhìn thấy cô bên này, cô đang mặc trang phục truyền thống của người Mông này, còn ngay bên cạnh là đồng bào người Nùng. Mỗi đồng bào thì có một cái thế mạnh khác nhau. Người Mông thì họ sẽ đi rừng giỏi hơn, họ đào và hái được nhiều thảo dược cũng như là nhiều mật ong, họ lên nương lên rẫy sản xuất gạo ngô rất là nhiều. Còn đồng bào người Nùng thì thế mạnh của họ là làm bánh trái, làm phở, làm đậu phụ. Ấy cả anh, mấy hôm nay mưa có trận to mới có ếch đấy chứ. Anh bán ếch này, bán hoa đu đủ đực này. Hoa đu đủ đực này thì rất là tốt rồi, ngâm với mật ong cũng được, sáp ong, sâm cau đỏ này, sâm đường quy rất là nhiều ở khu vực này. Ngoài khu vực thảo dược, mọi người có thể mua về làm thuốc chữa bệnh, ngâm rượu. Khu vực về đồ thổ cẩm này cũng rất là tấp nập. Các cô, các chị rất là thích những cái đồ như này, mua về làm kỷ niệm, chụp ảnh. Mà đúng là lên Bắc Hà mà đi vào lần đầu tiên ấy thì chưa thể khám phá được hết đâu, phải có người dẫn đi tìm hiểu cái thứ mới khám phá được hết. Lòng đi rất là nhiều rồi nhưng mà có những cái ngõ ngách mà mình còn chưa tìm hiểu kỹ được. Đi mỗi nơi lại có một cái hay khác nhau nhá. Cháu bà, anh ơi mua gì đi anh đây? Ba người Nùng nhỉ? Đây bà bán cả thịt trâu gác bếp này này. Thịt trâu gác bếp, lạp xưởng này. Có cả sắn dây, mộc nhĩ rừng này. Mộc nhĩ rừng, táo đỏ, hoa hồi, thảo quả, mắc khén nhiều. Và trà sâm, mật hồng sâm kia uống giải nhiệt này. Bổ máu, giảm bệnh tim này, giải độc cơ thể. Bệnh tiểu đường cũng được. Kỳ tử đỏ ấy, nấm hương rừng, ớt này rất là cay luôn. Bà bán hàng nhé, con đi ghi hình thôi. Vâng. Những người phụ nữ ở đây thì họ vừa bán hàng vừa thêu thùa ấy, chăm chỉ lắm. Đây. Thêu những cái đồ thổ cẩm đấy, sau đó là bán lại cho những cái gian hàng thổ cẩm bên trong kia. Chị xinh quá. Bột nghệ đây em, à chị bán bột nghệ. Đây có bột nghệ đen này thì chữa dạ dày rất là tốt này. Một số cái rau rất là thích cái khu vực rau này. Bắp bê chuối này nộm thì siêu ngon luôn, nấu canh mẻ cũng được. Rau dớn này thì nộm với muối vừng các thứ này. Có rau dớn xanh mượt luôn. Mật ong các thứ thì họ không có nhiều đâu, có khi họ lên rừng họ bắt hái rau dớn các thứ, họ bắt được một tổ nhỏ nhỏ này, nên lấy chuối các thứ, chuối rừng này ngâm rượu, chuối hột. Đúng là ngập tràn sắc màu chợ phiên, không hổ danh là một trong 10 chợ phiên mà có văn hóa lớn nhất tại Đông Nam Á này. Rất là nhiều những cái đồ từ ẩm thực, vật chăn nuôi được đem ra bán, nông sản bà con tự lao động sản xuất ra. Có những cái thảo dược đến từ núi rừng Tây Bắc rất là tốt. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số gần nhất. Hy vọng là mọi người đã có những phút giây
thư giãn bên gia đình ở trên góc nhỏ màn hình TV để cùng đồng hành với Long trong suốt những cái hành trình trên vùng cao. Bác nào có nhu cầu về sức khỏe thì có thể tham khảo những cái thảo dược ở Tây Bắc này rất là tốt, có những cái thuốc đau xương khớp làm cho cái hệ miễn dịch của mình tốt hơn, phòng mất ngủ các thứ, tăng cường sinh lý, thì có thể liên hệ với kênh để được Long tư vấn trực tiếp. Một lần nữa trân trọng cảm ơn và xin chào và gặp lại.